Chào mọi người, hôm nay em lên đâu? Mới về được cái dạo này. Dạo đây bà nhé. Lời là 16 năm. Đây là 5 phần này. Dài gần 8 lý. Chữ đấy. Thêm 420 nữa. Hơ 1 420.000. Dài 17 nhá. Khoảng 17 nhá. Tiếp theo cái này. Nghe chữ đây. Cái này dài 18 năm này. Đây là 5 phân rưỡi. Dài hơn 7 lý. Cái này 520 nhá. Lấy đây anh biết. Lấy đi giá cao mọi người ạ. Hai 520. Tiếp theo cái sàng. Cái sàng này, chắc cái này là thiếu một cái ống này nhá. Thiếu một cái ống này đút vào đây này. Này, cái này dày nặng lắm. Ống tròn này là 22 nhé. Cái này dày 2 lý này. Cái này dày 2 lý này. Cầm nặng đâm tay lắm. Đây, tổng như giờ hai cái này là 26 rồi. Cái này mở ra đây mọi người. Có cái mở ra đây nhé. Mở ra đây. Mở ra xếp lại được nhé. Rồi. Mọi người vặn vào. Vặn vào cái này nó siết chặt lại. Siết chặt lại nè. Cái này 254 mọi người. Nặng 7 lần rưỡi nhá. Nặng 7 lần rưỡi. Nặng 7 lần rưỡi. Hơ o bá 240. Tiếp theo viên đá mai này. Đây là cái mai thô này. Đấy, trên bên này thì mai mìn này. Viên này 120.000. Dài 13 năm. Giữa là 3 phần này. Hoa bộ 120.000. Thế tại à. Tiếp theo kim cắt mọi người. Cái này 350 mấy lý á. Cắt được cả 7 lý á. Cái này cắt được cả 7 lý này. Rồi đấy. Rồi giờ chơi cái cây. Cái hang nó gì vậy? Cái hang này.
Dạ vâng, cho thấy. Thấy chưa? Nó không ra tí, nhỏ. Kèm to quá. Rồi, cái này vỏ trắng này. Cái này 200. 200.000. Cắt được cả 7 lý lận. Ờ, 5 200.000. Tiếp theo dao gọt gỗ. Mẹ nhà đây. Tẹp ghẹp cho này mọi người. Tẹp ghẹp đấy. Ờ, cái này 70.000. Tổng chiều dài là 23. Bảng là 2/4. Dài 3 lý. Hố 6 70.000. Tiếp theo cái tua vít dài. Tổng chiều dài của nó là 41. Này 70.000. Bé hái, đâu bé hái. Kho 70.000. Đến tôi vịt luôn. Tiếp theo ba cái tôi vịt. Hai ba cái tôi đẳng. Đâu bé hái, giá 20. Ba cái 100.000. Giá 20. Hơ 8 100.000. Tiếp theo hai cây bếp 2, một cây bếp 1. Hai cây bếp 2 dài 20. Cây bếp 1 dài 16. Và cái này 90.000. Thôi 90.000. Tiếp theo ba cái này. Hai cái bé 2. Một cái bé 1. Dài 22 này. Bé 1 dài 17. Bà cái này 100.000. Bà cái này 100.000. Mà đang đầu chuyện sau này để đá chứ không. Có 10 100.000. Tiếp theo một cây bé 2, một cây bé 1, một cây bé 3. Không phải vít động. À. Và cái này 100.000. Bé 2, bé 3 dài 28. Bé 2 dài 22. Bé 1 dài 17. Bé 1 hơi cắn. Về khó lại tí. Kho 11 100.000. Tiếp theo 4 cái vịt. Một cây bé 1. Cái này bé 1 cái bé 2 này. Bé 2 luôn mọi người, 4 cây bé 2. 4 cái vịt đậm bé 2. Này.
4 cây 130.000. Một cây dài 20 này. Ba cây dài 22 21. Số 12 130.000. Tiếp theo cái bùa KTC. Bùa bi KTC. Dài 31. Hơi te đấy. Nặng 7 lần rưỡi nhé. Cái này 160.000. Ho 13 160.000. Tiếp theo kim cắt hiệu Vui Giá. Cái này 130.000. Thân nhôm dài 28. Được kèm đấy. Được kèm không? Kèm đấy, kèm đấy, kèm đấy. Cảnh có khách. Kèm gì đi nữa. Nó mắc kẹt gì nữa nữa. Thảo cái này là chỉnh 6 nhé. Rồi bỏ vào. Nay mới chỉnh 6 đó. Có 14 130.000. Tiếp theo cái này không có thương hiệu này. Cũng giá 28 luôn. Này dính nước đó. Từ ngoài mưa. Rồi bỏ vào. Một game vào. Này 100.000. Thò 15 100.000. Tiếp theo cái xe cày. Cái này dài 390. Cái này 90.000. Thôi 16 90.000. Tiếp theo cái đục này. Đục này là 22 nhân 240. Đục này chưa sai. Cái này 90.000. Thôi 17 90.000. Thôi 18. Kim cắt hiệu MCC này. MCC này. Đây này có mai nhẹ này. Nghe đây mở nhé.
Cái này 90.000. Hoa 18 90.000. Hoa 19. Giờ mời cho xe. Này 100.000. Rồi 19 100.000. Còn cái này. Đâu? Tiếp theo cái này bể nhà này. Mời sẽ xế. Cái này 90.000. Rồi 20 90.000. Cùng 6. Mình lên mấy cái kim rồi đấy. Mình đi bỏ cái gì. Kẹo mấy kim rồi đây. Kẹo nữa. Kẹo khăn. Kẹo đây bỏ nữa lên. Này. Em lên bá kim lồi này. Kim màu nhỏ bị ma trên này này. Kim cắt nó bị cận nhà này, cận này. Cận này. Kim tắt vít to nó bị cận này. Ngoài đây. Dài 15 16. Tẻ nhá. Các ở trong này thì nó đứt này. Ở ngoài này thì chưa đứt lắm. Đấy đứt này. Này kim cắt này, kim tắt này. Rồi, cắt không chỗ không bị dẫm nó thì đứt. Bán cái này 80.000. 80.000. Tận dụng. Hơ 21 80.000. Tiếp theo bán kim tận dụng nhé. Một kim điền này, bìa mẻ dừa này. Kim cắt này. Mary. Kim này mẻ nhẹ dừa này. Dài 18, cái kim điền dài 18, hai cái này dài 16. Cắt chỗ không tụng dây điện này. Rồi bán cái này nhé. Bán cái này 130.000 nhé. Hoa 22 130.000. Tận dụng. Rồi tiếp theo bán cái nguyên này.
Phương giá này, Mary với là Mary này. Kim ngùa dài 18, gần 19. Kim cắt dài 16. Kim nhọn dài 16. Rồi ba cái 250.000. Cho 23 250.000. Tiếp theo hai cây này, một cây Mary, một cây Phú Giá này. Cây này hơi rộ, rắn thì con nguyên vẹn. Kim nhọn dài 24, kim băng này dài 18. Hai cái này 84. Hờ 24 140.000. Tiếp theo lên 50 kim này, không có thương hiệu này, dài 15, kim cắt kèm này, dài 16, kim nhọn này, kim cắt có lột tuộc, kim nhọn này. À, nhỏ này cắt không được rồi. Okay. Rồi cắt kèm này. Rồi, cắt tương đối. Kim nhọn này, năm cây này nhé, năm cây này 150 mọi người. Thôi 25 150.000. Tiếp theo này, tỉa lạ này, cái này tỉa canh nhẹ này, một cái kim cắt kèm này, có chữ đấy, chữ đấy, cái này hiệu Alex. Tẹt giấy á. Ba cái này 150.
cho 26 150 nghìn. Tiếp theo kéo canh không có chữ ngoài hình đấy rổ đấy. Tẹt cây đấy. Không được ngon lắm. Cái này giá 20. Cái này 90.000. Hai bài 90.000. Cái này không có chữ. Không có chữ. Tiếp theo cái này. Cái này có chữ đấy. Chữ đấy mà. Chữ không? Không. Cái này giá 20. Chữ mẹ đấy. Chữ mó. Chữ mó. Chữ như thế này. Rồi, cái này 180.000. Diễn, cái sổ diễn 180. Ho 28, 180.000. Chịp theo kéo tỉa đây. Cái này dài gần 20 này, 19 7. Cái này 170.000. Có 9 129 170.000. Tiếp theo bán cái này á, một cái đục này. Đục lót chất sơ da bằng. Một cái bìa mẹ đâu này. Dao gọt. Kéo san tố này, cái này bìa mẹ này. Bán cái này á. Ba cây 170. Thơ 30 170. Tiếp theo ba cái kéo tỉa nhỏ. Dài 13. Dài 13. Cái này đâu nó hơi bị mẹo này, chưa tới này. Đây Nguyễn này. Bán cái này 120.000. Do còn một cái bìa lột.
Theo 31 120 nghìn. Tiếp theo cái quẹt này. Dài 14. Cái này 50 nghìn. Cái này khỏe, khỏe lộn. Hợp 32 50 nghìn. Tiếp theo kim nước Mitsubishi size 450 cần nhẹ này. Cái này 38 nghìn. Rồi 38 nghìn. Và từ cái này đây nhé. Và từ cái này cắt được cặp 6 lý mơ xế xế đấy. Lười đấy. Có kèm không chứ? Kèm. Cái này 190 nghìn. Rồi 34 190 nghìn. Rồi 35. Cái chỉnh lực cửa của số mạng. Cái này 190. Rồi 35 190 nghìn. Có đấy. Tiếp theo kim tủ dây điện hiệu Rich. Dây điện luôn á. Cái này. Này cắt này. À. Bấm cột này. Rồi tủ dây điện đấy này. Đá nắng còn cắt cái lỗ như thế này, cắt dây điện tỏ không phải, không phải. Rồi cái này 100 nghìn. Dài 25. Họ bắt 6 100. Bà cái gì đấy? Ủa kẹo. Ủa kẹo. Tiếp theo 3 cái gói kẹo. Là nhỏ. Cái này bị mài đâu. Dài 18. Là cái 120 nghìn.
Hoa 37 120.000. Tiếp theo cái bùa Dog You Mask. Hiệu Dog You này. Sáng nhỏ. Nặng nắm lương á, da ba bá. Cái này 130.000. Rồi 38 130.000. Ba chín cái này đốc vũ. Cái này 120.000. Năng nắm lưng rửa vậy. Thôi 39 120.000. Đúng rồi. Đeo kim kẹp ngang bài lắm. Alo. Alo. Dạ. Cái này 100.000. Mà số mấy vậy? Hay đó bồng 10 mình 100.000. Dạ, rồi anh có ra cái mà sổ với cái mà chị cãi của cái ngày nào á. Thì anh có ra gì em? Dạ. Tiếp theo cái một quà hiệu lót tử á, cái này 80.000. Ngõ bùng 1. Tiếp theo cái này SK11. Cái này 90.000. Đang con nguyên này. Chắc chắn. Rồi bùng 290.000. Rồi bùng 3 kéo tiền. Trừ đấy. Đấy mẹ nhẹ cái này 170.000. Dài 19 mấy. Đây đi. Cho bùng 3 170. Bỏ ban lên. Lên xe. Thịt té và bánh xe nhiều à. Bát kính cắt tớ này nó hơi bể nhẹ này, 65 x 38. Có bùng bùng 280.000.
lắm bộ này nhé. Bộ này 3x2 em đo đường kính khoảng 7 phân, dài khoảng 4 phân 2. Bộ kia một cái tí. Mấy cái bánh xe này dài 3 ly á. Mấy cây này dài 3 ly. Này 260.000. Ho buồn lắm 260.000. Buồn sạo. Hay hiểu đó đấy. Có cái có khóa. Nó là 75x48. 75x48 cũng hiểu nó đây hết. Em lừa ra một bộ đấy. Bộ kia 2. Bộ kia 2. Bộ này 250.000. Ồ, 4 6 250.000. Tiếp theo bộ này. Bộ này 75x35 này. Hình chiếc búa. Này một cỡ 75x35. Bộ này 120.000. Khá là dày. Này. Dày gần 3 ly. Ho bụng 7 120.000. Để bên sau sửa này. Tiếp theo bánh xe hiệu nó là hạt sáu. Dây 3 lý. Cái phần sắt này dây 3 lý. Có bạc đàn. Bộ này 260.000. Ho bụng 8 260.000. Ho bụng 9. Hiểu nó là Y75. Y75. Này 75x38 nhé. Dài 38, dài 38mm. Cả 75. Chỉ 75. Một bộ. Rồi bộ này 240.000. Kho 4.240.000. Tiếp theo bộ này. Bộ này dày. Cái này dày là đó cái. Này dày 4 lý. Dày 4 lý. Hiểu nó chữ số 3 vậy là B 36 3069.
kia ba. Rồi bộ này 250 nữa. Ho 50, 250. Quả 500 nữa. 500 nữa. Đường kính nó là khoảng 6,5. 500 này chưa sai. 35.000 một cục mọi người. Ho 51, 35.000. 35.000 một cục. Tiếp theo đến thông đồng nghề này. Thông đồng nghề này. Ba thông này. Ba thùng rồi, thì hỏi thảm quá. Trong này 350, dài 33, ngang 33, dọc ra là 19, cá là 15. Ho 52, 355. Tiếp theo thùng này. Hiểu chữ. Hiểu nó đấy. Hơn 3500. Thùng này dày. Thùng này dày. Lỗ nhẹ đấy. Thùng này 350. Ngang này là 35 này. Dọc đá là 16. Cá là 15. Thùng này dày nhé. Thùng dày nhé. Hơ 53, 350.000. Tiếp theo thùng này này. Thùng này thì vừa vừa. Thùng dây lắm. Thùng này 270. Ngang là 35, dọc ra là 16, cá là 16, ho 54, 270. Chú con lấy mấy cái đục á. Đầu tiên con sáu cái này. Này, cái này bể này. Bể này mới. Về tận dụng sai lại. Bể này. Ai mua mấy cái này đi cặp cho em nhé. Năm cái này 150 nhé. Cho 55, 150.000. Nắm sạo này. Cái này chỉnh lý này, cái này phân một này. Cái này chỉnh lý này. Cái này bảng rộng hơn này. Rộng hơn. Bể đấy.
Nằm cái này 170. Ho 56 170.000. Tiếp theo nằm cái này này. Nằm cái này 130.000. Thò 57 130.000. Tiếp theo nằm cái này này. Cái này đẹp này. Nằm cái này 150.000 nhé. Kho 58 150.000. Kho 59 bốn cái như này, bốn cái 120.000. Kho 59 120.000. Tiếp theo nằm cái này á. Cái bảng nhỏ. Nằm cái 150.000. Kho 60 150.000. Rồi. Video của em đây kết thúc nhé. Chào mọi người. Hẹn mọi người clip tiếp theo.